nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đó chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Yoga mình làm cho cơ thể của mình thay đổi là xinh đẹp hơn nè, với một niềm vui và gặp giáo viên, gặp được tất cả những học viên yêu thương nhau đoàn kết á, lúc nào cũng năng lượng tích cực, tạo cho học viên có một cái niềm vui phấn khởi khi tập. Chị tập với Spartan là được 3 năm, cảm thấy thích bộ môn yoga vì nó tăng cường sức khỏe dẻo dai. Thầy cô giáo ở Spartan thì quá là nhiệt tình và dễ thương, nhất là cái bộ môn chữ sắc luôn. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng được bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đó.